đất này là của nhà họ đó. Nhà có 5 người, trong đó có 4 chị em gái với lại một đứa con gái của bà chị cả. Đây là Diệu, con gái của bà Hai Lửa, quyền lực cũng không kém. Không sao, không sao. Sao mày bảo con sẽ trả đạo làm sao? Quê, chuyện gì vậy má? Cái gì má cũng phải từ từ nhẹ nhàng thôi, mấy này để con. Bà cả, con vừa vừa thôi nha. Bà nghĩ sao mày đã cãi cho đá rồi bây giờ bà không lai? Đối tượng của em lai vậy? Nhắc tới đối tượng của mày tao còn lạnh như sống á. Tất cả mọi chuyện là bà quyết định. Cái gì nữa? Em thấy công việc mà trồng rau trồng cải này nó cực quá hà chị hai. Mình đổi nghề khác mình bán có lợi hơn chị hai. Nghề gì? Dạ bán đất đó chị hai. Đứa nào mà nhắc tới bán đất là chết với tao đó. Tôi muốn khuyến khích gia đình mình bán đất cho công ty bất động sản Minh Quang. Mày mua đất không? Đi mua đất mà không cho nói từ đất hả? Anh sợ quá. Vậy anh không nói từ đất đâu. Trên đất dòng mình trồng khoai lang. Trên đất hả mày? Không, không có bán đất đâu. Đất lại đây cho tôi. Đất lại. Cái gia đình này nó căng lắm chú ơi. Họ nhất quyết không chịu bán đất. Phải mua cho được miếng đất này. Bất cứ gia đình. Dừng lại. Cô tính hại đời tôi hả? Anh lừa một mình tôi đủ rồi. Định lừa luôn cả má tôi hả? Lừa tứ đàn ông dối trá. Từ đây tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Cha nó mê vào xe phú quý làm chị khổ vậy đó. Thực cách tức quá để giải quyết cái cho. Đừng. Ai? Ai dám lừa đảo gia đình Diệu? Sao? Sao? Bất kỳ chuyện. Trời. Mày cứ chú Tư tao mới cọc đó. Không biết là chú Tư. Diệu đừng nói chuyện xa cách với anh như vậy được không? Mình gần nhau hơn chút nha. Thì từ nay tôi sẽ bảo vệ cô nha. Tôi và em tựa Diệu, hai người con có đồng ý làm vợ của Cường không? Dạ con đồng ý. Ôm lấy nhau. Tao phản đối. Bà, dạ, nhắc lại cho tụi nó nhớ. Quy luật của nhà này là đàn bà không được lấy chồng. Người ta mới biết yêu mà chị. Cho nhỏ biết yêu với đời rồi. Tội nghiệp nhỏ. Tự nhiên chị cấm cản nó. Nhìn thằng Trường em ơn lắm á. Đàn ông bây giờ kiếm ai đàng hoàng. Đúng rồi. Kiếm ai tự tay. Nhận đi. Tôi sẽ không bao giờ nhận cô làm dâu trong gia đình tôi đâu. Giờ đôi ta bên nhau hay là xa. Thế chị kể với cặp của má tôi. Má không bao giờ kể với cặp của con. Vì anh mãi là hai. Người vẫn thương đó, em thật thà. Từng khóc khi em rõ ràng. Từng ngày trôi qua. Tình ca thật đẹp đôi ta. Vì anh mãi là người chở che em từng ngày. Người lắng lo em từng giây. Đón xem Tết Này Có Chồng được công chiếu vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2022 trên kênh YouTube Hồ Bích Trâm Official. Vì ngôi nhà không có đàn ông, độc lập, tự do, thoải mái.